quý vị, thưa các bạn, thị trường châu Âu EU là một trong những thị trường lớn và rất quan trọng đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong những năm gần đây và dự báo sẽ tiếp tục là thị trường tiềm năng trong những năm tới. Tuy nhiên, thì đây cũng là thị trường có nhiều quy định chặt chẽ, yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải tuân thủ nghiêm ngặt nhằm phát huy được lợi thế đối với tiềm năng này. Năm 2016, vượt qua những khó khăn về thị trường xuất khẩu bất lợi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sự cố môi trường biển, nhưng thủy sản tiếp tục khẳng định là mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn lớn nhất trong kim ngạch của toàn ngành, với thị trường xuất khẩu 161 nước trên thế giới, đạt giá trị 7 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% so với năm 2015. Trong đó, riêng xuất khẩu sang thị trường EU đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh xuất khẩu thủy sản còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong 4 tháng năm 2017, xuất khẩu đã tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, thị trường EU đang và duy trì vị trí thứ hai trong các thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam. Và trong thời gian sắp tới, thị trường EU tiếp tục được xem là ứng cử viên số 1 thu hút thủy sản Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. Trong đó có nhiều nước nhập khẩu với số lượng lớn như là Pháp, Đức, Hà Lan. Có thể nói là cho đến nay thì FTA Việt Nam EU là một trong những FTA đỉnh cao nhất, chất lượng cao nhất và cũng yêu cầu toàn diện nhất. Và cái mức độ hội nhập cũng sâu và cao nhất so với tất cả những cái định chế chúng ta đã tham gia. Chúng ta sẽ nhận được những cái ưu đãi về giảm thuế và các cái ưu đãi liên quan tới thủ tục hải quan khác. Tuy nhiên chúng ta cũng phải chấp nhận một cái hàng rào gọi là phi thuế quan, nhất là hàng rào kỹ thuật cao hơn. Vì thế bên cạnh cái cơ hội xuất khẩu và mở rộng xuất khẩu sang EU thì cái việc mà cập nhật để nâng cao cái khả năng mà vượt qua hàng rào kỹ thuật cũng là rất cần thiết. Thị trường EU có những yêu cầu đặc thù, chặt chẽ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm với hàng loạt quy định và tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, nguồn gốc, hồ sơ phải có tiêu chuẩn thỏa đáng và trước đó phải làm việc với nhà cung cấp, vân vân. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu rõ về các chứng nhận và chính sách của EU đối với xuất nhập khẩu thủy sản, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và quảng bá cho sản phẩm của mình. Chúng tôi đã có những cái đối tác là rất quan tâm tới cái sản phẩm con ngao của chúng tôi, nhưng thách thức để mà vào được cái thị trường châu Âu thì rất nhiều. Cái thứ nhất là phải đảm bảo đúng chất lượng theo yêu cầu của họ. Cái thứ hai nữa là những người bạn hàng của chúng tôi ấy, họ luôn luôn quan tâm tới các chứng chỉ về vấn đề nuôi trồng bền vững. Và cái thứ ba nữa là khi đi vào sản xuất thị trường này ấy, thì chúng tôi cũng có rất nhiều sự cạnh tranh và do đó buộc là phải làm sao mà giảm giá thành sản xuất và gia tăng sản lượng lên. Và cái cuối cùng ấy, là cũng phải quan tâm tới vấn đề bao bì. Theo các chuyên gia tư vấn của dự án EU Mochap, việc hiểu rõ các thông tin và yêu cầu của thị trường EU là rất quan trọng và cần thiết đối với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam khi sang thị trường này. Và muốn cạnh tranh tốt, thủy sản Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng các cơ hội thâm nhập thị trường EU, nhất là khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực. Để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang EU, các doanh nghiệp cần đảm bảo đủ các điều kiện bắt buộc như là tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global GAP, Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản Quốc tế, tiêu chuẩn của ASC, Hội đồng Quản lý Biển, tiêu chuẩn của MSC, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm BRC. Ngoài ra, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nên có một số chứng nhận tự nguyện khác như là nuôi trồng thủy sản tốt, chứng nhận về độ an toàn. EU là một cái thị trường khá là nghiêm ngặt về các cái tiêu chuẩn quản lý chất lượng, ngày càng áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật này với các cái tăng cường quản lý chất lượng, cho nên là đấy cũng là một trong những cái khó khăn của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường EU thì doanh nghiệp nên chú ý về chất lượng sản phẩm, đấy là quan trọng nhất, và nên quan tâm đến cái quy cách đóng gói rồi bao gói để phù hợp với cả cái thị hiếu của người EU. Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu, là lựa chọn của nhiều quốc gia và trong đó có Việt Nam. Trong tiến trình hội nhập, các nước và khu vực sẽ dành cho nhau những ưu đãi về thuế quan. Tuy nhiên, để được hưởng các cam kết ưu đãi này, các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam nói chung và sản phẩm thủy sản nói riêng cần phải đảm bảo về mặt chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ, các điều kiện tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới, nhất là thị trường EU. Thank you.
thank you.